Miami nè, Florida nè, ngày cuối cùng trong vòng tiếng là phải rời khỏi phòng. Đang 7:40 sáng ngày 4 tháng 4, bữa nay là thứ bảy 2014, không phải bữa nay thứ sáu. Hướng này là hướng đông nè. Sáng nay người ta chuẩn bị về là cho nên không có một bóng người trong cái lầu 12 này. Thì giờ đã đến trên đứng trên lầu 13. Thường là đồ ăn người ta để một dãy chỗ kia. The top siders. Hồ tắm, quán cái tắm cái hồ. Có hồ ở đây là người lớn. Cái tròn tròn này là hot tub. Đang 8:10. Để cản ngoài nha. Giờ này Vi với Quang còn ngủ lúc họp hết. Trong vòng nửa tiếng 45 phút còn phải dậy.
Sáng nay cái tàu treo cờ nè. Không biết cái này nghĩa là gì. Hiệu của Hải quân Mỹ. À, tàu hai Mỹ hay là tàu chở khách Mỹ gì đó. Video quan vậy.